chúng con chung nhau về đây sam lễ pháp hòa vui hướng cho thầy. Dù đường xa khó vẫn theo chân đức đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hóa thành. Bao nhiêu lâu nghiệp chướng sâu dày, đọa vào phận người nhiều đắng cay. Chợt lần nào lạc chân đến đây, vọng lời tụng kinh pháp hoa này. Ôi trao như tính cơn mộng sâu trên đôi mắt với sầu đau trong tia nắng soi ngàn dầu. Cho con chim thôi sống lạc loài, cho con quy y dưới chân thầy. Thành tâm hôm nay chúng con chung nhau về đây sam lễ pháp hòa hồi hướng cho thầy. Dù đường xa khó vẫn theo chân đức đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hóa thành. Ai hay nhân duyên thuở xưa và nhờ cội lành từng nghe pháp hoa, mà lần đầu lạc chân đến đây, lòng chợt liền cảm mến ơn thầy. Tuy bao năm chẳng quên gì những ngày khi đôi mắt cùng nhau ôi như biết nhau từ lâu. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Kính thưa chư đồng đức tăng, kính thưa tất cả các Phật tử ở trong đạo tràng Pháp Hoa của tỉnh Trà Vinh. Từ đầu thầy có xuống đây để mà truyền pháp y, nhưng mà cái lần đầu đó cho tới hôm nay ấy là thầy nghĩ là đã trải qua 10 năm một số các cái đạo tràng được thành lập cũng ở tại tỉnh nhà của chúng ta, mà hôm nay ở đây là chúng ta tới cái chùa, ở đây là chùa Vạn Phước, để cho mở thêm cái đạo tràng ở đây và tất cả các Phật tử được thọ pháp và tu ở trong Pháp Hoa. Thì nhân đây thầy cũng muốn nhắc lại cho để tất cả các Phật tử chúng ta hiểu và tu đúng ở trong chánh pháp của Đức Phật, để rồi để chúng ta được lợi ích. Thì ở trong đạo Phật chúng ta, cái chủ yếu là chúng ta cầu đạo giải thoát. Đức Phật của chúng ta, cái khi mà Ngài đi xuất gia tìm đạo nữa, thì Ngài cũng là đi tìm con đường giải thoát. Giải thoát cho chính mình và giải thoát cho muôn loài. Cái đó là cái con đường mà Đức Phật chúng ta đã tìm ra và giảng dạy. Cho nên hôm nay chúng ta tu theo đạo Phật cũng có nghĩa là chúng ta đi theo cái con đường mà của Đức Phật đã đi. Chúng ta không đi vào con đường khác. Con đường khác thì thường chúng ta gọi là đường tà. Đường tà tức là nó đi xuyên qua bên, nó không phải là chánh. Cho nên chúng ta phải nên cẩn thận, đừng đi lọt vào con đường tà. Nhiều khi chúng ta tu mà chúng ta lọt qua con đường tà nữa,
Thì một khoảng thời gian sau thì chúng ta vừa cách xa thực tế cuộc sống mà chúng ta cũng cách xa đạo giải thoát của Đức Phật. Tức là bắt đầu nghiệp chướng, phiền não và trần lao sanh ra. Như vậy đó chúng ta gọi là lạc con đường tam. Thế nên phải nhớ chúng ta đi theo chánh đạo. Lúc nào là chúng ta cũng có cái ý niệm là tìm đường giải thoát, chứ chúng ta không đi vào con đường trần lao. Cho nên đi vào con đường trần lao á, nghiệp chướng, thì chúng ta dễ bị tà giáo, ngoại đạo mê hoặc chúng ta và dẫn chúng ta đi vào con đường sai lầm đó, thì khó trở lại. Cho nên con đường sai lầm đó là đường gì? Tức là con đường tham, sân và si. Con đường đó ta gọi là con đường ác. Bất cứ một cái gì mà phát xuất từ lòng tham á, thì cái kết quả nó không tốt. Cho nên ta có lòng tham thì lúc bây giờ chúng ta mới bị ngoại đạo tà giáo mê hoặc chúng ta. Thí dụ như bây giờ các Phật tử chúng ta nghèo, thì bây giờ người ta tới ta dụ dỗ, ta nói là ta cho tiền, người ta cho gạo, người ta cho cái này cái kia. Thì chúng ta khởi lên cái niệm vì miếng ăn, vì manh áo mà chúng ta đi vô đạo. Thì cái trường hợp đó ta gọi là tà đạo. Hay là cái trường hợp đó, khi mà chúng ta cái hoàn cảnh nó khó khăn quá đi, thì bây giờ họ dụ dỗ chúng ta, họ nói là đi vào cái miếu kia linh, cái đền đó nó linh, đi vào để xin cầu để chúng ta trúng số, hay chúng ta trúng đề, chúng ta được cái gì đó. Ta khởi lên lòng tham, ta nghĩ rằng sẽ đi tới chỗ đó được, ta đi. Nhưng mà như vậy đó là chúng ta sẽ lọt vào con đường tà. Thì Đức Phật dạy chúng ta nữa, tất cả đều do cái nghiệp nó quyết định. Cái thiện nghiệp nó quyết định, hay cái ác nghiệp nó quyết định. Con người chúng ta nữa mà tạo nghiệp ác rồi nữa, thì bây giờ đi tới đâu đi nữa, thì cái khổ nó cũng đeo theo chúng ta. Còn con người mà tạo được cái thiện nghiệp rồi nữa, thì chúng ta ở đâu nữa thì chúng ta cũng không có khổ. Đó là lời Đức Phật dạy mà Thầy đã trải nghiệm qua trong cuộc sống, Thầy thấy đúng. Tại trên bước đường tu của Thầy đó, khi mà đất nước mình giải phóng, thì nhiều người nữa ở trong nước nghĩ rằng sẽ khổ cho nên bỏ nước trốn đi. Nhưng mà Thầy thì ở bên Nhật thì lại Thầy tìm về nước mình. Thì bây giờ nó hỏi tại sao vậy? Thì Thầy nghĩ ở trong nước của mình chịu cái nạn chiến tranh nhiều năm và khổ sở, cho nên bây giờ đi về nước đó, để làm được cái gì cho đất nước mình, cho dân tộc mình, theo cái hiểu biết của mình thì sẵn lòng mình đi về. Thế nên với cái tâm niệm như vậy, nên một số những bạn bè của Thầy, những người thân ở bên Nhật, họ nói không nên. Tại vì chúng tôi có kinh nghiệm một cái nước mà sau chiến tranh là khổ lắm rồi. Tại nước Nhật mà sau khi chiến tranh chấm dứt thì khổ lắm. Thức ăn cũng không có, chỗ ở cũng không có. Rồi nữa, tệ nạn xã hội nữa thì xảy ra liên miên. Người bệnh hoạn, người tật nguyền, người côi cúc, cô nhi, quả phụ đủ thứ. Thành ra nghĩ tới cái khổ như vậy nữa mà người ta muốn bỏ, người ta về đi. Thầy trong lúc đó tự nhiên sao trong lòng mình nghĩ phải đi về thôi. Cha mẹ mình, thầy tổ mình, bạn bè mình, dân tộc mình, cảm thấy trong lòng mình có trách nhiệm, cho nên thầy về. Thầy về.
Thì như vậy đó, lời của Đức Phật dạy nếu mình có phước á, thì mình ở chỗ nào mà, thì chỗ đó cũng tốt thôi. Mà cái tốt của mình nó làm cho những người chung quanh mình là tốt theo. Đó là hành đạo Bồ Tát và tu theo Kinh Pháp Hoa. Cho nên nó vì tin như vậy đó mà Thầy trở về nước và Thầy bắt đầu mở đạo tràng Pháp Hoa. Đầu tiên chúng ta chỉ có một cái đạo tràng Pháp Hoa ở tại Tổ đình Ấn Quang thôi. Vì Thầy tu ở đó cho nên Thầy mở đạo tràng. Thì ban đầu một mình Thầy ngồi tụng kinh ở trên chùa, rồi lần lần 5-10 người tới, rồi hàng trăm người tới, hàng ngàn người tới. Những người mà họ theo tu hành như vậy đó, đầu tiên được cái gì? Tức là được cái tâm an lạc. Cái tâm an lạc giải thoát. Cái này đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên ta cầu Phật phò hộ chúng ta, che chở cho chúng ta, để chúng ta được an lạc ở bất cứ chỗ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cái tâm chúng ta cũng được an lạc. Cái đó là cái cốt lõi của đạo Phật. Bây giờ chúng ta không cần cơm áo gạo tiền, ta không cần tất cả mọi thứ, mà ta cần cái tâm chúng ta được an. Tại vì tất cả mọi thứ khi mà chúng ta ra đi, tức là chúng ta chết á, Đức Phật nó không có đem theo được gì hết. Ta nên chỉ có đem theo nữa là cái trần lao nghiệp chướng, hay là cái an lạc giải thoát. Tất cả các Phật tử nó nghĩ vậy. Nếu mà mang theo cái trần lao nghiệp chướng á, thì chúng ta sẽ đi vào ba đường ác, tức là khổ hơn. Khổ hơn cái khổ hiện tại. Và nếu mang theo cái tâm an lạc và giải thoát á, thì chúng ta vào thế giới tốt hơn. Và từng bước đó, chúng ta đi gần vào trong thế giới Phật. Nhờ tin như vậy và chọn cái định hướng như vậy nữa, mà tu hành. Cho nên là lúc bây giờ đó, trong hoàn cảnh nào Thầy cũng giữ hai chữ an lạc ở trong lòng. Đó là cái chính mà chánh đạo của Đức Phật là nằm chỗ đó. Cốt lõi của kinh là chỗ đó. Nhưng mà khi ta giữ được cái tâm an lạc rồi thì cái gì? Tức là cái năng lượng của Đức Phật sẽ từ từ gửi tới cho ta. Ta tiếp nhận cái năng lượng của Đức Phật, ta gọi là Phật hộ niệm hay là Phật gia bị cho chúng ta. Nhưng mà khi mà được Phật gia bị tới cho ta rồi đó, thì cái tâm chúng ta nó an lạc thực sự và an lạc hơn. Ở trong mọi tình huống nào chúng ta cũng thấy lo. Chúng ta không lo, không sợ, không buồn và không giận. Những người gây khó khăn cho ta, ta cũng không giận. Hoàn cảnh khó khăn chúng ta cũng không buồn. Trước cái nguy hiểm ta cũng không sợ. Tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản. Thì lúc đó ta biết đó, là Phật lực đã gia vị tới cho ta được. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà nhờ Phật lực gia vị tới cho nên tâm chúng ta được an lạc và giải thoát. Thì bây giờ trong cuộc sống chúng ta làm sao? Tức là đầu tiên tới cái thân. Tâm an lạc á, thì thân không bệnh hoạn. Tâm buồn phiền á, thì thân bệnh hoạn. Nhưng bây giờ tâm an lạc rồi nữa thì thân không bệnh hoạn. Dù đời sống vật chất á, chúng ta có thiếu thốn, nhưng mà chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Đây là cái điều đặc biệt. Cho nên nghiệp chúng ta nhẹ lầm, do đó nữa, mà sức khỏe ta tốt. Cho đến ngày nay thì Thầy đã 74 tuổi rồi, nhưng mà sức khỏe vẫn còn tốt. Thế nên nhiều người bạn tới thăm mà hỏi, sao Thầy đi tu từ hồi nhỏ tới giờ Thầy ăn chay 50-60 năm rồi mà sao Thầy còn khỏe hả? Thầy nói nhờ ăn chay. Thế nên nhờ ăn chay mới có sức khỏe như vậy và mới làm việc được như vậy. Chứ nếu ăn thịt cá thì chắc chết lâu rồi. Mà nếu còn sống thì cũng là không khỏe mạnh được. Nhờ cái chỗ ăn chay, ăn lạc và có cái niềm tin ở Đức Phật, Phật hộ niệm tới cho ta. Cho nên chúng ta thấy tâm được an lạc và thân chúng ta được khỏe mạnh.
Đó là cái phước thực mà chúng ta tu có đó. Thì tất cả các Phật tử nên suy nghĩ và áp dụng trong cuộc sống. Tại cái cốt lõi của nó là cái tâm được an lạc, và cái thân chúng ta nó không bệnh hoạn hay là ít bệnh hoạn. Đó là cái điều chính mà trên phước đường tu ta. Ta không cần ăn nhiều. Tại ăn nhiều đôi khi là thành bệnh. Tất cả các Phật tử nên nghiệm cho nó. Khi mà chúng ta không hiểu đạo ấy, thì chúng ta nghĩ chắc có lẽ là ăn nhiều nó khỏe, phải không? Nhưng mà hiểu rồi nữa ta sợ. Ăn nhiều là dễ sanh bệnh. Nên tất cả các Phật tử khi mà nghèo nữa, mình nghĩ ăn uống thiếu chất cho nên bị suy dinh dưỡng, bị ốm yếu nữa. Cho nên đi kiếm cái gì bổ chúng ta ăn vô. Nghe cái gì bổ thì ăn vô. Nhưng mà khi ta hiểu đạo rồi nữa thì sao? Ta nghe cái gì bổ ta sợ. Các vị có bao giờ nghĩ như vậy? Tại khi ta không biết là ta nghe cái này có nhiều chất đạm quá, thôi chúng ta ăn. Nghe nói là trứng có nhiều chất đạm ta ăn, nghe nói sữa ta có nhiều chất đạm ta ăn vô. Ăn để cho nó bổ. Nhưng mà tất cả các Phật tử chúng ta nên lớn tuổi một chút á, từ 60 tuổi trở đi nữa thì nên cẩn thận. Nghe chất đạm, chất béo ta nên sợ. Ăn càng ít chất béo chừng nào càng tốt chừng đó, càng ít chất đạm chừng nào càng tốt chừng đó. Cho nên các Phật tử có người tới thăm thầy, nói sao thấy thầy lúc này hơi gầy phải không? So với trước. Thầy nói 74 tuổi thì phải gầy hơn cái tuổi 50 phải không? 20 năm trước thì 50 mấy tuổi thì khỏe, nhưng mà năm nay tuổi 74 thì vẫn khỏe, mà khỏe theo cái tuổi 74 chứ đâu thể khỏe như cái tuổi 54 được. Các thử nghiệm xem. Hơi gầy đi một chút là tại sao vậy? Là tại vì thầy ăn kiêng. Ăn kiêng. Ăn kiêng tức là cần cho gầy. Ăn kiêng tức là chất béo thì cử, chất đạm thì cử. Nghe nói đạm là không ăn. Cái này có nhiều chất đạm quá không ăn. Nghe cái này nữa, có chất béo, chất bổ thôi không ăn. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà quý vị ăn nhiều chất béo vô thì sao? Chắc chắn là chúng ta phải bị béo phì rồi. Phải mập. Cho nên thầy tu suốt từ cái tuổi 25 mà bây giờ tới 74 không biết được mấy năm rồi. Tức là hạn chế nó. Hạn chế nó cho nên cái trọng lượng không tăng. Cái cơ thể mình không cho tăng lên. Cho nên tất cả các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Thấy sao người này để phát tăng trọng nhanh quá đó, thì coi chừng bệnh và chết đi. Phát mà mập ra đi, chết tới nơi. Thành ra người mà phát mập đó thì chắc chắn là sẽ sanh nhiều cái bệnh. Cho nên đừng cho mập, mà cũng đừng cho ốm. Ốm cũng chết. Đức Phật dạy chúng ta ép sát mình chết, nhưng mà cung cấp cho nó đầy đủ quá cũng chết. Trung đạo là chỗ đó. Đừng cho mập và đừng cho ốm. Thành ra cơ thể thầy là luôn luôn thầy cứ giữ cho nó ở cái trọng lượng vào khoảng từ 55 cho tới 60, chứ thầy không cho tăng lên nữa. Lên tới 60 thì bắt đầu phải bớt ăn trở lại để cho hạ xuống. Mà dưới 55 thì ăn thêm một chút để tăng lên. Đây là trên bước đường tu. Và tuyệt đối là chất béo và chất đạm thì nghỉ thì không ăn. Tại vì ăn chất béo nhiều sẽ tăng trọng nhanh. Và trong lúc đó nó chắc chắn là chúng ta sẽ bị tăng trọng, thì chúng ta sẽ bị tim mạch và chúng ta sẽ bị áp huyết và chúng ta chết thôi. Tại vì khi mà thầy sang Nhật học, thầy mới phát hiện điều này. Những võ sĩ của Nhật nào cũng vậy, nặng trên 100 kg hết, nhưng mà không anh nào sống quá 50 tuổi. Các vị nghĩ xem tại sao vậy? Là cái trái tim của chúng ta này, tất cả mọi người đều bằng nhau hết. Nhưng mà cái trái tim chúng ta bơm máu đi nuôi một cái cơ thể
50-60 kg. Với cái trái tim này đó, mà phải bơm máu đi nuôi một cái cơ thể 100 kg, tức là nó phải làm việc gấp đôi. Cho nên thầy thấy những người mà mập phần nhiều cứ ngồi thở thôi, ngồi thở thôi. Thầy có những người bạn mà tới 120-130 kg, nói chuyện thì ít nhưng mà ngồi thở thì nhiều. Cho nên đây là cái điều mà sai lầm. Tại sao vậy? Tại vì ta đưa vô người nhiều chất béo quá, nhiều chất bổ quá, cho nên chúng ta mập tăng trọng. Thì cái người này nữa, họ bị tăng trọng như vậy thì họ bị tim mạch, họ chết hết rồi. Những người mà bạn của thầy nữa, tu cũng như là ở ngoài đời, mà để cho tăng trọng là chết mau. Thế bây giờ là một số mấy thầy mà đi tu nữa, thì lúc bây giờ là tất cả các Phật tử thấy mấy thầy đi tu rồi không có gì ăn hết, thôi lúc nào cứ đem bánh kẹo rồi chè đem tới cho ăn hết. Một khoảng thời gian đó, thầy nhìn thì thấy mấy thầy bị tiểu đường chết hết rồi. Tức là dư đường trong người cũng chết, cho nên cái gì dư là chết. Vì vậy đó, ta ăn vừa dư vừa lãng phí vừa tốn kém như vậy đó, mà làm chúng ta mau chết nữa, thì bây giờ người theo đạo Phật có trí tuệ sao nghe lời Đức Phật dạy mới ăn vừa đủ. Đức Phật nó thiếu một chút thì tốt, nhưng mà đừng ăn quá dư. Cho nên những cái gì Đức Phật dạy chúng ta thấy đúng. Nhờ áp dụng lời của Đức Phật dạy mà thầy tới cái tuổi 74 mà thầy còn khỏe, còn làm việc được. Và tuổi càng lớn thì lại ăn càng ít nữa. Tại sao vậy? Là tại vì cơ thể chúng ta không cần phát triển nữa. Tất cả các Phật tử, nếu mà chúng ta nuôi con trong lúc nó còn nhỏ, cơ thể nó còn phát triển, thì chúng ta cần cho nó đủ dinh dưỡng. Nhưng mà nhớ từ 40 tuổi trở đi nên là chúng ta bất lực. Tại 40 tuổi trở đi là cơ thể không cần phát triển nữa, nó tăng trọng là rất nguy hiểm. Cho nên cứ vẫn giữ nó ở trong mức trung bình. Đó là một cái cách sống mà lý tưởng ở trong đạo Phật chúng ta. Cho nên tâm chúng ta an lạc và thân chúng ta khỏe mạnh, thì cái này là gọi chánh báo của chúng ta. Tất cả các Phật tử tu đó, nghèo cũng được, giàu cũng được. Cái này là do cái phước của chúng ta. Cái phước đời trước chúng ta nó sanh ra trên cuộc đời này để chúng ta trở thành người giàu có hay là chúng ta trở thành người nghèo khổ. Nghèo khổ hay là giàu có là do cái phước, cái nghiệp. Cho nên người giàu đó thì làm sao cũng giàu hết. Cho nên có những người đó mà thầy thấy từ khi ở ngoài Bắc họ di cư vô năm 1954, họ nói bỏ hết họ vào Sài Gòn. Thế nên vào Sài Gòn rồi một khoảng thời gian sau đó họ trở thành người giàu có. Thế nên người giàu có ở Sài Gòn rồi khi tới năm 75 nữa, họ mới bỏ nước, họ chạy qua Mỹ. Rồi bây giờ đó, thầy qua bên Mỹ này, thầy cũng gặp họ, họ cũng trở thành giàu có nữa. Nó trở thành giàu có nữa. Nên thầy nói cái ông này là có cái phước, do đó mà ông giàu có. Đi đâu ông giàu có. Ông có một người em mà rất nghèo, cho nên ông có tiền ông gửi tới, ông cho cái người em ông để giúp cho nó, để nó khá lên. Nhưng mà bây giờ đó, ông nói với thầy, ông nói con cho nó bao nhiêu đi nữa rồi nó cũng làm hết. Nên là cái người này có cái khả năng là tiêu tiền, bao nhiêu tiền cho anh cũng xài hết. Cái này là các Phật tử nghiệm xem. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cái người mà không có phước, cái người mà không có phước thì nhất định nghèo. Mà ta cho họ để họ xài nhiều đó, họ mắc nợ nhiều, họ lại càng nghèo hơn nữa. Tới một lúc nào đó ta không còn có khả năng cho họ nữa, thì họ trở thành hậu quán ta. Thế ông nói với thầy, ông nói không cho nó thì nó cứ ta thắng. Nó anh em mà mình không giúp, mà cho nó bao nhiêu nó không xài hết rồi. Đây các Phật tử nghiệm, lời của Đức Phật dạy rất chính xác. Thế người có phước á,
thì ở đâu họ cũng giàu. Mà người hết phước rồi đó thì đưa bao nhiêu họ cũng hết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta chánh báo đâu y báo đó, do đó mà chúng ta không tham cầu. Thành ra chúng ta nghe nói ông thầy bói kia hay, ta nghe nói cái miễu nọ linh, thì thôi đừng tới, cái này nguy hiểm lắm. Cho nên thường người ta nói nếu mà ông thầy bói kia mà ông biết á thì ông phải giàu trước, phải không? Sao ông biết làm giàu ấy, mà sao ông không làm, mà ông chỉ mình, sao mình tin? Đó là cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ. Còn cái miếu kia linh, thành ra thầy nhìn kỹ rồi thầy mới thấy bao nhiêu người cứ tới nó xin cầu nguyện, nhưng mà thấy họ cũng ba chìm bảy nổi chứ không bao giờ khá được. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên cái của mà quỷ thần, tức là không phải là cái phước á, Đức Phật nó giữ không được. Cái của này nó của năm nhà, thanh giữ không được. Được rồi nó mất đó. Nó vào cửa trước, nó ra cửa sau rồi. Thanh ra cửa sau bằng cách nào? Thanh ra những người mà họ làm ăn mà không chân chánh, họ cầu quỷ thần á, thấy họ được một cái đó rồi sao họ mất hết. Đó là trên cái bước đường tu đó, ta nghiệm rồi, ta thấy kỹ. Cho nên của năm nhà là gì? Tức là bị nước trôi nè, bị lửa cháy nè, bị thiên tai mất, rồi tới cuối cùng bị giặc cướp mất. Thế nên thiên tai, rồi tới giặc cướp mất. Bây giờ tới cái thứ tư là nhà nước tịch thu. Thành nhà nước tịch thu. Cho nên người ta nhìn kỹ rồi ta thấy có phước, cái người có phước tự nhiên họ tới cái chỗ, cái mảnh đất đó, đó họ lập nghiệp, thì một khoảng thời gian sau cái đất này nó dục nó lên giá, nó lên cái giá thành, nó lên thật cao, thành ra tự nhiên người ta giàu có chứ, người ta nhờ cái này. Thành ra bao nhiêu người họ làm về cái vấn đề gì, họ làm về cái buôn bán đất đai đó, họ giàu không? Địa ốc. Nhưng mà rồi nó cũng bao nhiêu người làm về địa ốc này sạc nghiệp. Cái người không có phước tới mình mua đó xong rồi nữa, thì cái mảnh đất này nữa, hoặc là bị quy hoạch đi, hoặc bị quy hoạch đi. Rồi trước đây mình mua nữa, cái giá thật đắt, nhưng bây giờ bị quy hoạch rồi nữa, nhà nước trả theo, theo giá nhà nước. Thành ra có nhiều người tới thưa với thầy vậy. Cái người A này nữa thì bây giờ nữa, khi quy hoạch xong rồi đất họ lên giá gấp 5, gấp 10 lần, họ giàu có. Thế có những người họ nói với thầy là con mua cái miếng đất này, mới hồi mua nó có 40-50 triệu gì đó, mà bây giờ nữa là con bán ra được 3-4 tỷ, phải không? Cũng miếng đất đó thôi, nhưng mà khi mình mua nó không có giá trị hết, nhưng mà bỏ đó 10 năm sau bây giờ đem ra bán 3-4 tỷ bạc. Còn cũng có người khác tới thưa với thầy nữa, à, con mua cái mảnh đất chỗ đó bao nhiêu tiền đó, bây giờ quy hoạch rồi nhà nước gần như là trả cho con một thước còn có mấy chục triệu, mấy chục ngàn gì đó, không biết. Lỗ quá, buồn quá, muốn treo cổ chết rồi thầy. Thầy nói nếu mà bà treo cổ bà chết đó là bà thành quỷ, phải không? Thành quỷ thần dòng, mai mốt bà xách dòng bà đi nữa, nên đi suối người khác treo cổ nữa. Đấy, bà này nữa là sắp sửa bị quỷ thần dòng dục rồi đó. Đây, trên bước đường tu cho nên chúng ta nhận chỉ rồi. Tại vì do lòng tham, nghĩ mình mua cái chỗ này để mình lấy lời, mình làm giàu, rồi giúp mình mất trắng. Mất trắng buồn quá, khổ quá, cho nên tự tử. Tự tử thanh quý. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta biết rồi, ta theo Phật, ta biết. Ta cố, ta tu, ta được cái phước. Mà cái khi ta được Phật hộ niệm cho ta, che chở cho ta nên, thì quý vị thấy, thầy nói là cái tâm chúng ta được an lạc, được giải thoát là chính. Tại vì cái khi mà chúng ta chết rồi đó, thì ta chỉ có cái tâm này ta đi thôi, hay nói cách khác, ta có cái hồn để ta đi thôi chứ. Còn cái xác này bỏ, cái xác này khi nào chúng ta còn sống thì chúng ta chỉ mong Phật
hộ cho chúng ta để chúng ta được khỏe mạnh. Mà Đức Phật khuyên chúng ta nếu muốn khỏe mạnh thì nhớ đừng ăn quá nhiều. Bây giờ thầy nói rõ thêm, đừng ăn quá nhiều chất béo, chất đạm và chất bột. Thêm cái nữa là đừng ăn những cái chất mà có độc, không thích hợp với cơ thể. Đây là cái điều quan trọng cho chúng ta. Như vậy đó, thì Phật hộ niệm cho ta để chúng ta có trí tuệ và chúng ta nhận, chúng ta thấy được. Cho nên khi có trí tuệ rồi đó, thì ta biết cái thức ăn nào ta ăn được và thức ăn nào ta ăn được. Cái cơ thể chúng ta nó rất là đặc biệt, nó có cái cảm giác được cái điều này. Nếu cái tâm chúng ta nó sáng một chút, chúng ta cũng nhận được. Tại vì cái cơ thể của chúng ta nó đặc biệt đó, là cái gì nó tiếp thu và cái gì nó không tiếp thu. Thế nên các vị thấy, thế nên nhiều khi đó người ta nói con vật như là con nai chẳng hạn, phải không? Thế nên ta không biết cái nào ăn được, cái nào ăn không được, thì ta coi những con vật nó ăn cái gì, nó ăn cái trái gì, nó ăn cái lá gì, thì ta cứ hái cái trái đó, ta hái cái lá đó, ta không chết rồi. Con vật mà nó không biết được cái chỗ đó, ta có người ta không biết được, để ta ăn nhầm cái độc. Đó là cái điều quan trọng nhất để ta có cái cơ thể khỏe mạnh. Họ có cơ thể khỏe mạnh để làm gì? Nói rõ ra nữa là ta có cái cơ thể khỏe mạnh để ta tu. Để ta tu, ta bồi dưỡng cái linh hồn của mình, để cho cái linh hồn mình nó trong sáng lần ra, nó nhẹ nhàng lần ra. Thì khi mà cái linh hồn mình nó trong sáng ra, thì lúc bây giờ mình nhìn sự vật chính xác hơn. Nhìn chính xác hơn có nghĩa là nhìn thấy cái gì? Tất cả những người tới với mình biết được người nào tốt, người nào xấu, người nào nên liên hệ và người nào ta nên tránh nhé. Đấy, cái linh hồn chúng ta được trong sáng ra, chúng ta sẽ phát hiện được điều này. Thế nên ta nhìn là ta biết cái người này tới sẽ gây họa cho ta này, cái người này tới sẽ mang phúc cho ta này. Ta nhìn ta thấy, ta biết được. Cho nên cái vấn đề họa phúc này ta tránh. Thế nên ta tự tránh khỏi trên cuộc đời. Đó là khi mà chúng ta có trí tuệ. Rồi nhờ cái trí tuệ này, nhờ cái tâm an lạc này nữa, mà lần lần chúng ta mới kết nối với những người tâm an lạc. Ta gọi đó là gì? Tức là Bồ Tát và Thánh Hiền. Cho nên cũng ở trong cái thế giới vật chất này, ở trong thế giới vật chất này, nhưng mà cái người có cái tâm trong sáng thì nó lại tương ưng với Phật và Bồ Tát và Thánh Hiền. Nhưng mà cái người có cái tâm đen tối nữa, thì nó lại tương ưng với tà ma ngoại đạo. Đây là trên bước đường tu đó, thầy trải nghiệm rồi thầy thấy rõ. Khi mà tâm chúng ta trong sáng thì nó sáng ở cái mức nào đó, nó tương ưng với Phật thì Phật hộ niệm cho ta, nó tương ưng với Bồ Tát thì Bồ Tát hợp tác với ta. Còn nếu mà cái tâm chúng ta nó đen tối nữa thì nó sẽ tương ưng với những người mà đen tối, thì những người này sẽ dắt chúng ta đi vào đường ác và tội lỗi. Các vị nghiệm rồi thấy rõ. Cho nên thầy nhìn thầy thấy có những người cũng tu, nhưng mà vì cái tâm của họ đen tối, cái tâm họ đen tối, cho nên họ là cái người thích nghe và thích nói, do đó đi vào ở trong đạo tràng tu với người ta không chịu lo tu, mà cứ lo đi tìm người này để nói chuyện này chuyện kia, để nghe chuyện này chuyện nào. Ở đây có ai tu theo kiểu đó không? Tu theo kiểu đó thì chắc chắn phải đọa ba đường ác, không thế nào tránh khỏi. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta, nếu ta nhìn ta thấy ở chỗ này nó có dụng năm dụng ba để nó nói chuyện gì đó, nó cười, nó giỡn, nó nói xấu người này người kia, thôi ta tránh đi. Tại đây là nó không tốt, đây thuộc về ác ma rồi, cho nên tránh. Ta thấy cái chỗ kia họ ngồi, họ tĩnh tâm, họ ngồi họ tụng kinh, họ lại Phật. Chúng ta tới ta lại Phật với họ chứ. Ta ngồi ta tĩnh tâm với họ chứ. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà cái người ngồi yên
thì thường thường ở những người ngồi yên ưa tìm thấy với họ. Người ưa tìm thấy. Cái người mà tụng kinh thì những người mà ưa tụng kinh lại Phật họ tìm thấy. Này là kinh nghiệm thầy, thầy thấy rõ. Thế nên thầy không đi tìm người, nhưng mà thầy chỉ chuyên ngồi tụng kinh thôi. Nhưng mà rồi lần lần những người tụng kinh họ tìm thấy với thầy. Họ tìm thấy để họ cùng tu, cùng học với mình. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên gặp cái người mà xấu ác nhiều mà họ tới với mình, mình biết cái nghiệp ác mình còn nặng lắm. Cho nên cố gắng tu. Cố gắng tu nữa, tu bằng cách nào? Tức là tránh họ đi. Tránh những người này đi để họ khỏi nói. Còn bây giờ nếu mà chúng ta ưa nghe thì mới có điều kiện cho họ nói. Còn bây giờ họ nói gì họ nói mà ta nhiếp tâm, ta niệm Phật, ta không để tâm tới nữa thì họ cũng mất hứng, họ sẽ không nói nữa. Cho nên những người mà ưa nói đó, họ thấy ta không muốn nghe thì họ tránh ta đi. Họ đi tìm những người nào mà muốn nghe, tức là đồng nghiệp với họ để họ nói. Đó là trên bước đường tu, cho nên tất cả các vị nên rút kinh nghiệm. Đây bữa nay nó có một số các Phật tử nữa, mà từ ở bên Bến Tre qua đây hay là từ Cần Thơ mà cũng tới đây, phải không? Tới đây để làm chi? Tới đây để nghe thầy giảng thì đây điều tốt, nhưng mà tới đây để nhiều chuyện nữa thì đây là nguy hiểm. Từ ở bên Cần Thơ có một cái gì mà không vui ở bên đó nữa, đem qua bên này kể, phải không? Có thầy nào đó, có sư cô nào đó, có một cái gì đó không tốt đó, đem qua kể. Tại sao vậy? Đây là chất độc. Cho nên một người phạm phải cái sai lầm, họ phạm phải cái sai lầm rồi nữa, thì lúc bây giờ đó, ta làm sao tìm cách giúp cho họ để xóa cái sai lầm này, họ trở thành họ người tốt nữa thôi. Cho nên bây giờ người đó phạm phải cái sai lầm rồi, đáng lẽ khi mà chúng ta nghe, lỡ nghe rồi thì ta nhiếp tâm, ta niệm Phật để ta loại cái này ra, loại cái sai lầm này ra, đừng đưa vào lòng. Cho nên quý vị đã dạy khờ đưa cái này vào lòng mình rồi, cho nên nó làm cho cái lòng mình nó tối đen đi. Tức là trong lòng mình trở thành ra buồn phiền, bực tức, khó chịu. Rồi khi mình có cái tâm trạng như vậy rồi, để đi tìm một người để tâm sự. Ở đây có ai mang cái bệnh này không? Tại mình nghe cái điều không tốt, nghe điều không tốt đó, thì tâm mình bất an. Nhưng mà tâm bất an rồi, đem cái tâm bất an này nó truyền cho bên kia nữa, làm cho người ta bất an theo. Nếu bên Cần Thơ mà có ai bị nhiễm độc như vậy nữa thì đừng có đem cái chất độc truyền qua bên Trà Vinh để cho người ta tu. Mà những người ở bên Trà Vinh này mà có nghe bên Cần Thơ qua nói cái gì, bịt lỗ tai lại, phải không? Bịt lỗ tai lại. Rồi bây giờ để chúng ta nhiếp tâm, ta niệm Phật để ta xóa cái này, ta loại ra. Cho nên trong lòng chúng ta nó chỉ còn có Phật. Đó là trên bước đường tu. Mà kinh nghiệm thầy đã thay thế này. Trong cái lúc mà thầy tu hành đó, hoàn cảnh nó khó khăn lắm. Thầy đi tu từ cái thập niên 50, tức là cái thời kỳ đó mình còn chiến tranh, cho nên là rất khó, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà tất cả những cái này thầy loại ra ngoài hết, luôn luôn tìm một cái tượng Phật mà dễ cảm nhất để trước mặt mình, ngay trước mặt mình, trên bàn học của mình, hoặc là ngay trong cái tập sách của mình, để lúc nào mình cũng nhìn Phật và lúc nào mình cũng nghĩ tới Phật. Nhờ như vậy đó mà lần lần thoát được hết tất cả những cái tai nạn. Và Phật đã đưa vào lòng rồi, Phật đã ngự trị tâm mình rồi đó, thì lúc bây giờ đó Phật gia bị tới được cho mình, cho nên mình mới có cái sáng suốt. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử nên như thế. Mỗi người nữa tìm một cái tượng Phật mà mình dễ thương nhất, luôn luôn lúc nào mình đem theo. Thầy có cái ý định đó là mai kia đó, cái tượng Phật ở trên chùa Quy Nghiêm đó, thầy định đó là thầy sẽ cho in ra nhiều để nó mỗi một Phật tử ở trong đạo tràng mình đó,
là nên giữ một tuần đi đem theo người. Hay khi nào mà gặp những người nhiều chuyện đó, mình lấy tượng Phật ra để mình nhìn. Cho nên mình nhìn tượng Phật, mình nghĩ tới Phật, mình nghĩ tới Thầy đó, mình không thèm nghĩ tới họ, không thèm nghe họ nữa. Thành họ chán, họ bỏ họ đi thôi, thì mình được an lạc. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì tất cả các vị nên suy nghĩ. Và Thầy nghĩ Phật tử ở Trà Vinh mình đây, nếu mà có điều kiện thì cũng nên về trên Quy Nghi một lần. Về trên đó, chùa làm xong rồi về đã ở tu một ngày. Đó tu một ngày. Thì để rằng mình ngồi không làm gì hết, ngồi cứ nhìn tượng Phật thôi. Nhìn nếu mà đem được Đức Phật vào ở trong lòng của mình rồi, để khi nào mình đi vào trong cuộc sống gặp những cái chuyện vui buồn dinh nhục, Đức Phật hiện ra, Đức Phật hiện ra trong lòng mình thì mình cảm thấy mình được an lạc. Cái kinh nghiệm tu của Thầy, Thầy đã trải nghiệm rồi, Thầy thấy như thế. Cho nên Thầy nghĩ rằng tất cả các Phật tử ở đây, ở Trà Vinh, cái căn lành của mình rất lớn. Cho nên Thầy ít đi về này, nhưng mà tất cả các vị đều phát tâm và tu hành được và mở được đạo tràng như thế này. Đấy là điều rất quý, ráng giữ và phát triển nó lên. Để rồi đó, tới một ngày nào đó, nếu mà ta từ giã cái thế giới này đó, thì ta được về với Phật. Rồi Thầy trở gặp lại. Tuy có nên chẳng quên gì những ngày khi đôi mắt cùng nhau ôi như biết nhau từ lâu. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề.